và theo các chương trình ứng dụng, nhưng mà cái tập vị từ đó chưa chắc đã đầy đủ và cực tiểu. Thế thì khi các bạn sử dụng thuật toán PR phẩy này thì nó sẽ sinh ra được cái tập vị từ được gọi là đầy đủ và cực tiểu. Thế thì trước khi vào cái thuật toán này thì cô đã đưa ra một cái quy tắc như sau. Giả sử như là cô có một cái mảnh FK nào đó và mà với một cái vị từ PI, thì nếu như cô kết hợp PI với FK mà nó phân ra thành thêm một mảnh, tức là chúng ta kết hợp PI với FK mà nó tạo ra được một mảnh từ cái mảnh đã cho, chúng ta tạo ra được một mảnh khác, vậy thì có nghĩa là chúng ta tạo ra hai mảnh. Thế thì và cái ứng dụng đấy sẽ truy cập vào hai mảnh đấy theo hai cách khác nhau, thì khi đó người ta gọi là cái PI này gọi là thỏa mãn cái quy tắc. Hai cái quy tắc này chính là một cái mà nó liên đới, tức là liên đới tới việc phân mảnh và liên đới tới chương trình ứng dụng. Thế thì ở đây cái FI được phân hoặc theo vị từ sơ cấp PI này thì người ta quy ước là gì đấy ạ? FI của PR phẩy nhé. Thế thì cái thuật toán được phát biểu như sau. Ở đây cô có một cái quan hệ R và một tập PR từ các ứng dụng cho trước. Thế thì output ở đây là PR phẩy là tập các vị từ đơn giản. F ở đây cô gọi F là tập tất cả các mệnh hỗn sơ cấp. Thế thì đầu tiên cô sẽ tìm một cái PI nào đó thuộc PR và sao cho PI thỏa mãn quy tắc như lúc nãy cô vừa nói. Tức là nó sẽ khi PI kết hợp với lại R thì nó sẽ chọn ra các cái tạo ra thành một cái mảnh mới. Cô cái này học rồi ạ. Vâng, cái này học rồi. Ôi, cô nhầm. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học về phân mảnh ngang dẫn xuất. Thế thì ở đây phân mảnh ngang dẫn xuất là các bạn đã biết là một cái việc phân mảnh một cái quan hệ nhờ vào cái vị từ của một quan hệ khác thông qua phép kết nối bằng hoặc là kết nối nửa. Thế thì khi mà phân mảnh ngang dẫn xuất này thì chúng ta thấy rằng nó phải dựa trên hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất là cái phân mảnh đó ra có đặc tính kết nối đơn, kết nối tốt hơn và phân mảnh ra sử dụng cho nhiều các ứng dụng hơn. Thế thì cô ở đây cô đưa ra cái ví dụ như sau. Cái hôm trước các bạn đã có biết là có một cái quan hệ là quan hệ Bay rồi. Đấy, và trong quan hệ Bay này cũng có một số thuộc tính và cái quan hệ thứ hai nữa là quan hệ về employee và mối liên kết giữa hai quan hệ này là một nhiều, và khi đó nhìn vào mối liên kết này thì chúng ta đã biết rằng là employee có thể phân mảnh ngang dẫn xuất nhiều vào Bay. Thế ở đây người ta nói rằng là chúng ta sẽ có một cái ứng dụng mà truy cập vào cái employee đây này theo gì đấy ạ? Hai cái cách. Cách thứ nhất là sẽ ri nhỏ hơn 30.000 đô và cách thứ hai nữa là lớn 30.000 đô. Thế thì khi đó các bạn thấy rằng là gì đấy ạ? Đầu tiên chúng ta phải phân mảnh ngang nguyên thủy Bay đã thành hai mảnh Bay 1 và Bay 2. Sau đó rồi thì employee đây chúng ta sẽ phân mảnh ngang dẫn xuất theo Bay 1 và employee 2 sẽ phân mảnh ngang dẫn xuất theo Bay 2 dựa vào phép kết nối gì các bạn? Kết nối nửa như thế này. Cái kết nối nửa này thì các bạn thấy nó là cái gì? Cái kết nối nửa này thì nó chính là kết nối để cắt giữa employee và Bay 2 nhưng mà thông qua phép bằng. Vậy thì nó chính là phép kết nối bằng. Nó chính là phép kết nối bằng. Tức là nó sẽ giữ lại tất cả những cái bản ghi mà gì đấy ạ? Mà có thuộc tính giá trị thuộc tính key bằng nhau thì nó sẽ nối hai cái bản ghi trong nó sẽ nối cái bản ghi trong employee và cái bản ghi trong Pay 2 đây này là gì đấy ạ? Có cái thuộc tính key bằng nhau thì nó nối nó tạo ra một bản ghi và nó giữ lại tất cả những cái bản ghi đó. Thế thì ở đây cái phép kết nối nửa là nó chỉ chiếu trên các cái thuộc tính của employee thôi. Vậy thì employee 2 là tất cả các bộ dữ liệu, nó chọn ra các cái bộ dữ liệu có trong employee và nó thỏa mãn Pay 2, có nghĩa là thỏa mãn cái gì đấy ạ? Cái salary lớn 30.000 đô. Tương tự như thế đối với employee 1. Khi chúng ta đã kết nối nửa như này, có nghĩa là nó sẽ bằng employee. Nó sẽ chọn ra trong employee những cái bản ghi mà thỏa mãn Pay 1. Đấy. Thế thì đấy, thì khi thiết kế những cái này này, người ta gọi chính là thiết kế gì các bạn? Thiết kế phân mảnh ngang dẫn xuất.
của gì đấy, cái lược đồ phân mảnh ngang trăng năm tư này. Thế thì bây giờ cô sẽ đưa ra một cái giả sử nhé. Cô có bốn bảng dữ liệu như thế này, bốn quan hệ như thế này, và cái lược đồ về lược đồ phục vụ cho phân mảnh ngang hôm trước cô đã vẽ cho các bạn đây rồi. Thế thì bây giờ cô yêu cầu các bạn như sau này. Sẽ phân mảnh dẫn xuất quan hệ assign theo project và employee. Xét quan hệ assign có hai ứng dụng trên nó. Ứng dụng thứ nhất là danh sách các kỹ sư làm việc trong các dự án tại chỗ. Ứng dụng này được thực hiện tại ba vị trí. Vị trí thứ nhất là local bằng Montreal, vị trí thứ hai là local bằng New York và vị trí thứ ba là local bằng Madrid. Các bạn nhớ nhé, ở đây cô nói là có ba vị trí nhá, Montreal này, New York này và Paris này. Đấy, ví dụ như thế. Còn ứng dụng 2 thì sẽ cho chúng ta gì đấy ạ? Ứng dụng 2 thì nó sẽ làm nhiệm vụ quản lý, tức là nó sẽ yêu cầu các cái thông tin và kinh phí thời gian thực hiện của dự án của các nhân viên, nhưng mà được thực hiện ở hai vị trí của quản lý nhân viên. Vị trí thứ nhất đó là title bằng Sysler Analyst và vị trí thứ hai là title bằng Programmer. Thế thì các bạn thấy rằng dựa vào hai ứng dụng đấy thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng, chúng ta sẽ phân mảnh ngang như thế nào? Chúng ta xây dựng tập các vị từ như nào? Thì chúng ta thấy rằng cái ứng dụng 1 ấy nó liên quan tới ba bảng dữ liệu. Bảng thứ nhất đó là project, bảng thứ hai đó là employee và bảng thứ ba đó là assign, đúng không? Và ở đây các bạn thấy rằng là danh sách các kỹ sư làm việc trong các dự án tại chỗ. À thế thì danh sách các kỹ sư chính là chúng ta lấy từ employee, đúng không? Làm việc trong các dự án tại chỗ thì chúng ta có thể lấy từ local và thông qua assign. Nhưng mà người ta lại bảo là cái ứng dụng một này thực hiện trên các vị trí, tức là ba vị trí, chúng ta có ba vị trí làm việc riêng. Vậy thì có nghĩa là đến đây chúng ta thấy rằng cái project này chúng ta phải phân mảnh ngang nguyên thủy theo ba vị trí, đúng không? Đây các dự án, project 1 là các dự án được thực các dự án ở gì đấy, Montreal. Project 2 là các dự án ở New York và Project 3 chính là các dự án ở Paris. Đây có ba local như thế này, đúng không? Thế thì người ta bảo là gì đấy, mỗi một cái vị trí này này sẽ có một danh sách các kỹ sư. Vậy thì các bạn thấy rằng là gì đấy ạ? Chúng ta sẽ danh sách sĩ kỹ sư. Thế thì cái bảng assign là cái bảng nói lên cái gì đấy các bạn? Cô xin lỗi tí đấy nhé.
Các em ơi, các em chờ cô mấy phút, cô đang có một việc gì nhá. Mấy phút thôi nhá, cô gọi cuộc điện thoại nữa nhá. Vâng ạ.
học trực tiếp đó. Alo, gọi rồi. Gì đấy ạ, thỏa mãn của danh mục có nghĩa là nó nằm ở cái vùng local 1. Tương tự như thế đối với assign 2 và assign 3. Đúng không? Nhưng mà mỗi cái assign tại gì những cái assign này này thì tại ba local, local 1, local 2, local 3 này bây giờ lại phải thỏa mãn cả ứng dụng 2. Mà cái ứng dụng 2 thì lại gì các bạn? Truy cập theo gì các bạn? Hai vị trí công việc, employee 1 và employee 2. Vậy thì chúng ta thấy rằng có nghĩa là tại mỗi local 1 đấy này, Local 2 hoặc Local 3 này, chúng ta lại có chia ra thành hai vị trí quản lý tiếp. Vị trí thứ nhất là quản lý loại employee 1 và vị trí thứ hai là quản lý employee 2. Vậy thì trong trường hợp này, các bạn thấy rằng vậy thì người ta sẽ đưa ra cái gì các bạn? Cái gì đấy ạ? Chọn ra trong cái Local 1 ý, thì chúng ta đã có Assign 1 ở đấy rồi. Nhưng bây giờ Assign 1 ý, thì chúng ta lại chọn ra những bảng ghi mà thỏa mãn employee 1. Chúng ta lưu vào assign G11 và tương tự như thế chúng ta sẽ chọn ra những cái bảng ghi trong assign 1 và thỏa mãn employee 2 chúng ta lưu vào assign gì đấy ạ? Assign G12. Đúng không? Vậy thì chúng ta nhìn cái sơ đồ hình cây của cô đây, tôi có 3 local đây. Local 1 này, local 2 này, local 3. Tại mỗi local tôi lại có gì các bạn? Có cái assign G11, assign G12. Đúng không? Tất nhiên rằng là gì? Cái employee 1 và employee 2 của hai cái này khác nhau. Và project 1, tức là cái project thì cũng giống hệt như nhau. Tại vì cùng local 1 cả. Nhưng sẽ quản lý khác nhau bởi cái assign 11 và assign 12 tại mỗi một cái trạm này. Thế còn các bạn nhớ rằng employee 1 và employee 2 là gì đấy ạ? Tất nhiên là khác nhau nhưng project 1 này thì sẽ gì chung. Thế thì khi cài đặt trong mô hình này người ta gọi là gì các bạn? Người ta chia ra thành mấy tầng phân tán, hai tầng phân tán đúng không? Và cái tầng thứ nhất là gì đấy ạ? Tại mỗi một cái local chúng ta lại có hai vùng quản lý nhỏ. Còn cái vùng phân tán thứ hai là gì đấy? Mỗi một local là một vùng phân tán nữa. Đấy, chúng ta hình dung ra cái mô hình phân tán tổng quát. Khi cài đặt cái mô hình tổng quát của chúng ta chính là như thế nào. Được chưa các bạn? Alo. Alo. Vâng. Cái phân mảnh ngang dẫn xuất này đến đây có ai thắc mắc gì không ạ? Thế thì bây giờ nhá, cô sẽ có... Để từ từ. Đây, các bạn bây giờ tất cả các nhóm làm cho cô bài tập này nhá, các bạn ơi. Alo, các nhóm lên thì chưa ạ? Rồi, các nhóm, vâng ạ. Các nhóm chụp lại cái này và các nhóm làm bài tập cho cô, để cho sau đó là cái bài tập đấy viết ra giấy, sau đó là lấy đi chụp giấy xong là dán vào trong Word cho cô, tí nữa nộp, mà tí lúc nào xong cô bảo nộp, các nhóm sẽ nộp lên cái màn hình chat cho cô mỗi nhóm một cái file Word và đề tên nhóm mấy vào, nhớ chưa? Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 cho đến nhóm 8 đấy. Thì bây giờ các bạn vào các phòng đi. Để cô chia phòng, các bạn vào phòng đi.